Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị phổ biến chính sách pháp luật cho 250 chức sắc chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và đại diện ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thành phố. Trong 3 ngày từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8, các chức sắc chức việc nhà tu hành được phổ biến một số chuyên đề về tình hình tôn giáo trong nước, quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, chính sách pháp luật liên quan đến đất đai tôn giáo, liên quan đến xây dựng sửa chữa cơ sở thờ tự, phát huy vai trò của tổ chức tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng dẫn xây dựng nếp sống văn minh tại các cơ sở thờ tự, pháp luật về giao thông và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, luật an ninh mạng.